cuối cùng của Hưng. Đó là một bài hát mà ít người biết, nhưng lại là một ca khúc ngày hôm nay Hưng muốn giới thiệu với tất cả quý vị. Tất cả chúng ta ai cũng đều có một đam mê cho riêng mình. Và chỉ khi đam mê gặp thêm may mắn cũng như sự kiên trì thì thành công sẽ đến. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đào Duy cũng giống như là nỗ lực của Mai Sa trong 26 năm qua. Xin mời tất cả quý vị cùng đón nghe ca khúc được mang tên Đam Mê. Trong con tim người dòng máu cao, một ngày kia trở thành công.